What it is? Hey bro, hey you, what it is? Đây là một món ẩm thực của Campuchia mà bọn mình không biết là món gì mà người ta đang nướng. What it is? Rice. Đồ ăn rất là cái gì trong này à. À, như là người ta cái xe thôi rất là thú vị. Đây này. À không, bên kia. Họ bỏ cái lá chuối với là cái vỏ lúa. Cái rơm á. Nhưng mà hình như người ta nướng cái gì đây. Đây là chắc là cái mấy người chị bên này họ đang làm. Đây nè. Họ nướng xong này họ. What is this? Do you speak English? Bạch chê. No. In Campuchia, Kralan. Kralan, I don't know. Ở đây nè. Cái rice. Còn nướng cái ăn luôn nè. How much? How much? 3000. 3000 rib. Real. Okay. 30,000. À, ba ngàn. Mà tôi tìm quần. Okay. It's okay. Yes. You can help me. Chị ấy ha. Để thử ăn cái món độc lạ này. Món ăn rất là thú vị. Phải xé ra này nè. Ồ. Thơm. Thử anh thử ăn cho đây. Anh thử dừa. Thơm dừa. Okay. Thơm dừa, cái này là nướng ống tre. Thử ăn đi, cho cảm nhận. Good. Thơm. Vừa không nổi quá. Quay ra. Ok ạ. Ok. I try. Rồi cái này nếu Việt Nam mình là sẽ có thêm dừa, nước cốt dừa nữa là ok. Ừ, ngon. Đó. Nhưng mà phải có đồ chấm nữa. Ngon. Very good. Ngon. Good. Good. Yes. Nice. Mấy anh Tây không qua đây hả? Ừ. Chưa tới chứ. Ngồi đây lát mới qua. Đây là cơm nếp. Thơm gạo. À, và có thêm hạt đậu nữa này. Đã quá. Ngon. Chắc không? Campuchia, Roland. Đang đói bụng rồi nhá. Mua là tối ăn không biết.
máy ảnh kìa. Đâu đâu. Thấy không? Không không không. Đây là cái này thực sự, cái này thực sự rất là ngon. Cái này chắc là chúng là rồi đi đường là mua tại một ít mang theo. Cái này mang đi để dành ăn được, bởi vì chắc ở Campuchia mình ăn cái món này là hợp lý nhất luôn á. Phải. Ẩm thực đường phố của Campuchia, một món cơm lam rất là thú vị, nướng ong tre. Ở đây thì nếp đậu xanh họ bỏ vào phía trong này, họ nướng nướng bằng rơm. Ui chà, nóng quá. Đây mấy cái này thì mới bỏ vào này. Khói quá, biết sao mà họ lại đổ nước vào để cho nó khỏi cháy. Một món ăn rất là thú vị, cơm lam. Một món ẩm thực đường phố của Campuchia. Sau khi nướng, mình thấy thì họ nướng xong ở đây thì họ sẽ mang qua bên kia, họ gọt bớt cái những cái cháy đi. Ở đây, bên này đây. Các cô này gọi cái vỏ cháy ấy. Đây. Họ để trên này để cho nóng, ở đây có lửa và than ạ. Ở đây thì nhiều người rất là muốn mua cái này để ăn. Đây là cái cơm lam mà sau khi ăn này, sau khi bóc ra này. Nhưng mà chắc là tối về mua thêm. Mua thêm một ít để tối về ăn. Cái này nó không mọc. Cực ngon luôn. Để ăn. Tối về anh em mình ăn cái này. Chứ ngày hôm nay ăn cơm cũng được luôn á. Anh nghe này là no luôn á. Hôm nay mình khám phá rất nhiều thứ thú vị đúng không Sơn? Đây là cứ gọi là cơm nấu ống tre, cơm nếp nấu ống tre. Cái này người ta gọi là cơm lam. Cơm lam hả? À. Cơm lam mà nó nướng ống tre này. Người ta đang nấu này. Chứ việc nấu cũng rất là đơn giản ha. Nhưng mà vấn đề là mình nghĩ là họ do gạo như thế nào đó rồi bỏ vô. Cái này mình thích nhất là ăn cái này nè, cái cháy 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 này. Nó dính đây nhưng mà phải biết cách bóc. Nhưng mà cái cháy cháy này ăn ngon hơn là ngon. Phải biết cách bóc. Mấy bạn tay. Chuyến này đi Campuchia đi ăn có bát chơi không có uổng công. Có vẻ ở đây đặt sản gạo ok, họ biết chế biến từ cái túi từ gạo. Cái này đưa về Việt Nam làm bán cho nó bị chảy luôn á, nhưng mà nướng cái này cực quá.